Sáng ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đang triệu tập, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chuyên tổ chức đua xe trái phép có mang theo vũ khí nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng. Địa phận Tuyên Quang đấy là danh sở, nhưng mình muốn an toàn để được có bước qua. Trong thành phố có tao lướt và lướt, kẻ nào đã bay bờ cho sự có sức ra. Tao tự hưởng cả một di sản, mấy thằng nhóc chúng mày chắc là không thể cam. Trong con hẻm tệ nạn vẫn tiếp diễn, dù cái bị mất tích còn nhiều nực cam. Tao lớn lên lời trong sông nhạc này, bán cả mạng chỉ vì vài đồng bạc này. Đối với mày nó chỉ là giải trí, tốt hơn là đừng thân vì tao đéo phải tao bạn mày. Tao có thằng em giao rừng nó bắt buộc ở trước đầu xe khi mà nó đi tuần. Chân để số và sát theo dầu ga và có chốt an toàn chỉ vì mấy bị. Nếu mày nghĩ trải phòng có súng thì cứ thử đặt chân mày lên đất Hà Giang. Kíp 7 ly mà thằng bạn đã vất sắt thấy nó rất tốc, nhưng tính rất là keng. 22 mà tao đang nắm chốt tiểu đội xe không yếm, tốt nhất là đừng say rượu ngô men lá đây là nước giải khát. Mấy thằng em tao gặp chưa bao giờ ngừng say, mày nên biết đây là khu của tao, sống theo rule của tao. Lên sân khấu tao luôn có anh em, mấy thằng nhóc tôm tép cho nó đi cửa sau. Yeah, Đông Bắc là nơi tao thuộc về, đứng đầu cân so vùng cao. Giải quyết mâu thuẫn thì không cần nắm đấm, bởi mấy thằng bói bản là bọn nó dùng sao. Địa phận Tuyên Quang đấy là danh giới, nếu mày muốn an toàn thì đừng có bước qua. Trong thành phố bọn tao lướt và lướt, kẻ nào đã bay bờ cho dù có sức ra. Tao tự hưởng cả một di sản, mấy thằng nhóc chúng mày chắc là không thể kham. Trong con hẻm tệ nạn vẫn tiếp diễn, số người bị mất tích còn nhiều nực cam. Đừng có phá về tao trong khu vực nhạy cảm, 10-10-16-50. Khi điện thoại vào chế độ im lặng, tao nhìn đội mày tao tát vào cong đuôi. Quốc lộ 18 3C6 tặng một túi đồ con và quang trung. Biệt thự quý 4 tốt nhất đừng phiền, điện thoại im lặng và đang rung. Có thể mấy đàn em ở trên sân lôi đã áp đảo, sao có dopamine. Bọn em nó kẹt kia một mũi chẳng xóa như là thêm tí cocaine. Lên tên con đặc cho mày hiểu cấu trúc Quảng Ninh Việt Nam hang out. Bên ngoài vẫn là điệu go to. Công an thành phố Tuyên Quang đã tóm gọn